Ok, hay cho các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Giang Ngũ đây và đây là video cùng chơi game Pokemon X. Ở video trước thì mình đã chứng kiến cái Ultimate Weapon của Team Flare đúng không? Và mình bị 4 thành viên của Team Flare chặn lại và ở video này thì mình sẽ có lẽ là đấu với từng người một ấy. Ok, đúng rồi, đấu từng người một rồi. Ok. À, con mèo này nó khá yếu cho nên là mình để cho ai đó đánh luôn nha. Một hit là nó chết thôi, vì sức phòng thủ của con mèo này thì mình thấy có vẻ là nó khá là yếu. Ô, oh, một hit không chết. Lại còn thon nữa chứ. Ok. Lên đường. À, Magnetic hả? Con này con điện. Ok. Earthquake, một hit là lên đường. Xong. Một em, còn ba em nữa. Bốn cái này hình như là đều là bốn thành viên cấp cao của Team Flare không á nha. Qua lót. À, đổi qua Donald Trump tiếp đi. Ok, tăng phòng thủ và cả phòng thủ phép. Nhưng mà vẫn chịu không nổi một hit earthquake đâu. Sức tấn công của Donald Trump khá cao. Ghê 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 ghê. Vậy là phòng thủ con này cũng chả vừa đâu. Sáu mươi. 52. Ồ, bấm lỗ tai đồ. Ok, ai phang luôn đi. Aquatel, chết cha rồi, sắp hết số lượng chiêu rồi. Còn có 4 lần à. Ok, Macro 46. House Doom hả? Một hit lên đường. Oh man. Không được dùng item. Còn đứa cuối cùng. Eo 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 eo. À, Lucario lên trước đi hãy. Đứa cuối cùng đây. Oh man, vừa mới đổi con này ra là nó chạy, nó xài Gold Bat. Ok, tài ra châm. Rock Storm. Lên đường. Xong.
Né ra hết cho anh. Hãy liên hệ với Lissandri đi. Gọi viện trợ. What? Gì nhờ? Pokemon huyền thoại thức giấc à? Rồi. Huyền thoại thức giấc rồi anh em ơi. Quá đẹp. Con này thì mình thấy là đẹp hơn con bản Y, nhưng mà con bản Y thì ngầu hơn. Xét về cái độ mà nhìn mà cool ngầu á thì con Y nó hơn, nhưng mà nói về đẹp á thì mình cảm thấy là con này nó đẹp hơn. Quá đẹp, quá đẹp, quá đẹp. Ô, vào luôn à. À, hệ tiên đấy. Cho nên là mình sẽ đổi qua Venusaur đi. Đối phó với hệ tiên mà. Trọng lực. Mega và... À, no, no, no. Venusaur chứ nhầm. Hy vọng là không chết, còn một chút xíu máu nha. Một chút xíu thôi cũng được. Hay lắm. Hấp thụ nè, hấp thụ sức mạnh. What? Ok rồi. À, Ultra đâu nhỉ? Đây, có 5 bịch, có 5 cái à. Chết rồi, mình quên mua bóng. Thôi tiêu rồi anh em à, quên mua bóng rồi. Geomancy. Tăng cái gì đây? Oh my god, tiêu mình rồi. À, Deadpool cũng chỉ có một bóng thôi. Đờ heo, sao mình có thể quên được nhờ. Tiêu, tiêu. À, Moon Splash. Đúng, chết cha. Đấy, nó effect tiêu mà vậy đó. Ok. 1 2 3 bon. Mình đem có 5 bóng thôi. Oh yeah. Ok. Quá hên. Add to your body from the box. No. Yes. Chuyển con huyền thoại về cho cái giáo sư. Chuyển về cho giáo sư. Hả? Dr. Ock à? Giống Dr. Ock trong Spider-Man vậy. Với ta, chiến thắng chính là sử dụng được cái vũ khí tối thượng. Ta sẽ lấy lại con Pokemon huyền thoại ngay bây giờ. Lần này tao sẽ không thua. Lần này tao cũng sẽ sử dụng Mega Ring và Mega Stone mà ngươi, mà tụi bay đã nghiên cứu trong suốt chuyến hành trình của tụi bay. Ok, lần này ổng Mega luôn nha. Cẩn thận. Ok. Miếng sao? Con này không có Mega. Có không ta? Hình như không. À. Ô, oh, hồi máu full. Ngon 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 ngon, mình tưởng không được hồi máu full. Hai jump kick. À, cú đá nhảy cao.
cú đá từ trên không trung ấy ghê thiệt, sái kịch. Sáu mươi Dragon, what? Lucario học Dragon Plus hả? 85 sát thương hệ phép. Ok, bỏ bon rớt luôn, bon rớt yếu xìu. Học chiêu nè, hệ rồng luôn đi, để có khi nào cần tới thì mình sẽ dùng. Sức tấn công phép của Lucario cũng là khá ổn. Pyro, con này con sư tử thì Gyarados. Qua teo một hit teo phót 62 luôn. Hulk Pro hả? Hulk Pro thì tay đánh châm nó, ổng sẽ mega con gì nhỉ? Chai ra đó à. Rock Storm. Rồi, đây là con Mega đây. Đất hả? Nước và đất đúng không? Ok, Lucario. Ủa? Ôi chết tôi. Tay rành châm mới đúng. Venusaur mới đúng. Thôi kệ, chơi con này luôn. Mega, chơi Mega. Low Combat. Khi mà nó Mega thì sẽ không còn hệ bay nữa. Đây. Hoa ngọc vãi nồi. Gomugomono, Gastolingan. Ủa? Đúng rồi, nó đắt mà đúng không? Đúng rồi, nó là hệ đắt mà. Mình quên mất. Làm gì mà giận dữ vậy anh bạn? Cho bạn không chơi đồ đấy bạn ạ. 10.600. Ông này ông xài công nghệ vãi nồi, y như là tiến sĩ Bạch Tuộc trong Spider-Man ấy. Julian, sao nè, chạy khỏi đây đi. Ok. Nổ tung hả? Nếu chỗ này nổ tung thì chắc chắn ông Lissandra ông sẽ chết đúng không ta? Vậy là có hai ông chùm phản diện, một ông là Cyrus đã chấp nhận ở lại luôn cái thế giới song song của Giratina. Còn ông này thì nếu mình chỗ này nó nổ thì ổng lên đường luôn. Đúng. Ok, vậy là nghi án là ông chùm của team player lên đường là khá cao. Rồi, gặp lại ông khổng lồ. Rất là lâu trước đây, cách đây rất lâu, người đàn ông mà đã chế tạo ra cái vũ khí tối thượng, sử dụng nó để sử dụng nó thì cần mạng sống của rất nhiều Pokemon.
nghi án là ông này quá hả, nhưng mà thời gian lâu lắm rồi, con người không thể nào mà sống lâu đến như vậy. Ông này, nhìn ông này là mình liên tưởng đến người tuyết, người tuyết Yeti. Rồi, chỗ này banh chành luôn rồi. Vẫn còn nhà vô được à? What the hell? À, có một con đường đi qua bên phải đúng không? Coi bản đồ cái đã. Ok, vậy là bây giờ mình chắc là mình đi được cái đường này rồi đó, đến Anista City và đi thẳng xuống phía dưới. Bay. Ok. À, vô mua một ít bóng nha, để dành đi, để phòng ngờ khi nào mà mình gặp huyền thoại hay gì đấy thì mình còn bắt. 30 đi. Còn nhiều. Ê khoan, Mark Rebel còn bao nhiêu? Ơi, nhiều. Ok. À, Focus Blast chưa cần thiết đâu. Ok, rồi mình sẽ đi thử xuống dưới xem đã cho mình đi chưa nha, vì lúc trước á là bị chặn. What the? Chúng ta sẽ nói chuyện mặt đối mặt, hãy gặp nhau tại Koriway Town. Hả? Koriway Town. Nãy giờ sao không gọi, để mình bay tới đây rồi gọi. Cái ông này. Ở đâu nhỉ? Ở đâu nhỉ? À đây, đây, đây. Đi thẳng xuống thì sẽ tới thôi. Ok, ta sẽ đi thẳng xuống. Cho qua chưa ba? Ô, đi được rồi. Mark Rebel liền. Alright. Ok. What the hell? À, mấy cái người trên đường chắc mình tìm cách mình né nha, cho đỡ tốn thời gian. Mình sẽ đấu với những người này sau, bây giờ mình đi theo cốt truyện chính cái đã. À, Dragon Pool. Thử dùng chiêu này xem. À, mình không ngờ là Lucario lại có thể học được chiêu này luôn á. Oh. Tăng tốc độ. À, tiếp. Oh man. Pinsir. À, cho Mudro đánh luôn. Từ trước tới giờ chưa xài. Toàn là để cho nó bay không à. Ok, giờ cho nó đánh luôn đi. À, level nó còn cao hơn cả mình. Ok, thử nhá. Play. Thôi chết tôi. À, chân ngu rồi anh em à.
về hồi máu cái đi. Cũng nhanh mà, chạy lên cái tới rồi. Dám giết Metro của anh. Gan cùng mình đấy. Lên hồi máu cái đi. Tèo tèo tèo. Ok. Tiếp anh em ơi. À, nhiều đường thế nhỉ. Weak Wakan Berry. Này, trượt xuống. BB up, ngoan. What the hell? Bị chặn rồi. Oh man. À, mình xóa mất kill rock mat rồi. Chán thế nha. Mấy trainer ở đây mình sẽ đánh sau đi. À, từ từ. À, rock mat đây. Ui, nhầm. À, cho con nào học đi nhờ. Cho tay lên châm học bỏ chiêu rock storm. À, chiêu rock storm này á, thì mình có thể cho nó học lại được. Học rock mat đi, đập vỡ hết mấy cục đá này. Khi nào mà không cần nữa thì mình sẽ cho nó học lại rock storm, không sao cả. Vì TM bây giờ là không có bị mất. Học rồi thì nó không mất, nó vẫn còn đấy. Rất là tiện. Oh man. Thôi chạy đi. Chạy đi. Revive, ngon. À, what the? Ồ, đập đá chỉ được lấy chai revive đấy thôi hả? The hell. À, đây có nhiều hang quá. Rick Rack, một chiêu hệ giác đấu có thể phá vỡ được các bức tường như là reflect, reflect đúng không? Mấy chiêu nào mà tạo ra bức tường á là phá vỡ luôn. À, có cái nhà ở đây. What the hell? Nói nhiều thế. Ok, chơi thì chơi. Muốn đấu thì đấu đại đi. Nói tới nói lui. Joseon. Mega luôn. Aura Sphere.
Oh man. À quên, con này tốc độ nó khá cao. À, Thunder. Kinh vãi nồi. Kinh đế. Xạo một. À, Rumbic hả? Chết rồi. Ok, thôi, Venusaur đi. Con hệ đất hiện tại nó đang yếu, mình đang bất lợi khi gặp hệ tâm linh. Ok, ok, ok. Oh man. Really? Hả? What? Ok, hạ tấn công phép. Được đấy. Hạ tấn công phép nữa hả cu? Quá, chiêu này tấn công vật lý mà. Ủa, chiêu Beetlejuice này mình nhớ tấn công vật lý mà đúng không? Oh yeah. À, phải chi con quả nó mạnh mạnh chút xíu nè. Chết bà mày với anh. Đẹp. À. Ok, chạy ra đó đi. Ủa? What? Chuyện gì mà xảy ra vậy? Ok. Ghê thế nhở, cái thằng cu này. Sai sót. Lên đường. Ok. Được 3 cái Orange Berry. À, vô hàng đi. What the? Ok, đập vỡ cục này. Một mảnh ngôi sao và bán lấy tiền. Dust Bowl.
Hyper Potion. À, bơm máu chứ đi hả? Hết máu rồi. Ok, tiếp. Ồ, phải đấu với ông này à. Không né được anh em à. Ok. Aurafia. À, nó không có chiêu bị động chống KO. Lên đường em ơi. Đẹp. Graveler. Đây, đó, Sturdy. Và Earthquake. Oh man. Tiếp tục, Golem. À, thôi chạy ra đó đi. À, lại Stir đi. À, lại chia đường à. The hell. Ui. Heat Rock. Cục đá nóng. Né 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 né. Hay lắm, né được rồi. Né ông này. Ok. À. Moonstone. Anh lù lù ở đâu xuất hiện vậy ba? Come on. Okay. Né nó, hay lắm. Nhiều đường quá. Ok, vậy thôi tạm thời ngừng lại ở đây nhé. Ở video sau thì mình sẽ tiếp tục khám phá cái hang này. Nếu bạn các bạn thấy video của mình hay thì hãy để lại cho mình một like, hãy chia sẻ video này cho bạn bè. Và nếu đây là lần đầu bạn đến với Giang Ú Gaming thì bạn đừng quên nhấn nút đăng ký ở phía bên dưới để cùng đồng hành với mình trong các video sau nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Yeah.